Tập 15. Đồng gia, nhị trang chủ dặn dò bảo ngài ở đây chờ Phong gia. Đại ca, Phong huynh đệ của phái Hoa Sơn tới rồi. Mời vào trong. Đại ca, lão phu Hoàng Trung Công chưa thể nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi. Vạn bối tới đột ngột, còn mong tiền bối thông cảm. Phong đại hiệp có thể thắng được ba vị hiền đệ của ta, kiếm pháp cao siêu, lão phu khâm phục, may mắn thắng thôi. Tiền bối muốn so tài ở đây sao? Ta già cả rồi, e là không đỡ nổi một kiếm của Phong đại hiệp. Nhưng trang ta còn có một cao thủ kiếm thuật. Nếu Phong đại hiệp có thể thắng người đó thì trận cá cược này các cậu thắng. Đại ca, đây là tranh gì? Ngài nói bức tranh này sao? Đây là của chủ nhân nhà ta. Tính tình vị tiền bối này hơi kỳ quặc, không muốn gặp người khác, cần đeo mặt nạ vào. Bên này.
Hướng đại ca, tiền bối mà chúng ta phải cứu đang bị nhốt ở đây sao? Người đó rốt cuộc là ai? Chuyện tới nước này ta cũng không giấu đệ nữa. Đó là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành, đó không phải là phụ thân của Doanh sao? Đúng vậy. Doanh có ơn rất lớn với ta. Cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng phải cứu được Nhậm tiền bối. Huynh đệ tốt, ta chỉ chờ mỗi câu này của đệ thôi. Nếu có thể thắng được Mai Trang Tứ Hữu, họ rất thèm muốn bảo vật, chắc chắn sẽ dẫn đệ đi tỉ võ với giáo chủ. Đệ đem viên thuốc này giao cho giáo chủ, ông ấy tự khắc sẽ hiểu. Đây là thanh bảo đao, chém sắc như bùn. Tới khi đó sẽ dùng tới. Ta muốn đệ và giáo chủ trao đổi thân phận, giúp ông ấy thoát hiểm trước. Đợi thần công của giáo chủ khôi phục lại, hai bọn ta sẽ quay lại cứu đệ. Quả nhiên là diệu kế. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhậm Ngã Hành. Nhậm đại giáo chủ, thuộc hạ Hướng Vấn Thiên, biết được người bị nhốt ở đây nên cùng nghĩa sĩ lệnh Hồ Xung bày mưu giúp người thoát khỏi giam giữ. Tiểu tử, kiếm pháp không hề tầm thường. Ngươi tên gì? Tại hạ Phong Nhị Trung của phái Hoa Sơn. Chưa từng nghe tới bao giờ. Nhậm tiên sinh, vị Phong gia đây là đường đệ của Phong Thanh Dương, tiền bối của kiếm tông Hoa Sơn, kiếm pháp cao cường, hiếm có trên đời. Hèn chi, nhận được chân truyền của Phong Thanh Dương, bốn huynh đệ bọn ta đều là bại tướng dưới tay Phong gia. Tuy kiếm thuật của Nhậm tiên sinh cao cường, nhưng e là cũng không phải đối thủ của Hoa Sơn kiếm pháp. Muốn mượn tay lão phu xử lý kẻ địch mạnh phải không? Đừng có mơ. Đã 10 năm rồi lão phu không động tới kiếm, quên sạch hết kiếm pháp. Các ngươi cút hết đi. Nghe nói Nhậm tiền bối năm xưa tung hoành giang hồ, không sợ trời sợ đất, lại chỉ sợ mỗi đường huynh của ta Phong Thanh Dương. Nhảm nhí. Còn nghe nói là Nhậm tiền bối có một biệt hiệu, đó là thấy phong là chạy. Chữ phong này chính là Phong Thanh Dương. Tiểu tử, ngươi khỏi cần khiêu khích ta. Tiền bối đã sợ quá thì chúng ta khỏi cần tỉ võ nữa. Có điều biệt hiệu của tiền bối phải sửa lại, không thể là thấy phong là chạy nữa, mà là nghe tới phong đã chạy. Hỗn xược. Tỉ võ thì tỉ võ, lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi chắc? Mời Nhậm tiền bối. Xin lĩnh giáo kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Không phân cao thấp, quả nhiên rất lợi hại.
nhậm tiền bối thần công cái thế. Tại hạ nhận thua. Phong đại hiệp, dám cược dám chịu, giờ chúng ta sẽ đi gặp đồng gia. Nhậm tiên sinh, ngài không hổ là đệ nhất cao thủ thiên hạ. Huynh đệ chúng ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Phong huynh đệ đúng là kiếm thuật cao minh, tại hạ bái phục. Đi. Họ Đồng kia, Phong Nhị Trung đã bại rồi, lẽ nào ngươi định lật lọng hả? Tam trang chủ, huynh đa nghi rồi. Bắt lấy. Đại ca, chúng ta đi trước. Cáo từ. Đại ca. Xương cốt rung dở là bị kẻ nào đó dùng chưởng lực mạnh mẽ làm rung chấn tới chết. Nhị ca, chắc chắn là tên họ Đồng đó làm. Đúng, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Đại ca, hay là đuổi theo bọn chúng đi. Chết mỗi hai tên nô tài thôi mà, không cần phải toán lên. Vậy diệu thay, diệu thay. Nhìn kìa, giáo chủ. Hồng xà trong tay Lam Phượng Hoàng có thể đuổi theo tung tích của ngươi. Trên người ngươi có phải có ấn ký gì không? Tuyệt đối không thể để cho Đông Phương Bất Bại và Nhậm Ngã Hành gặp mặt. Nếu không, hậu hoạn sẽ khó lường. Ngày mai để ta giả trang thành người đi dẫn dụ Đông Phương Bất Bại. Người thần bí mai phục nhiều năm, trong giáo nhất định thế lực thâm căn cố đế. Là ta đánh giá thấp hắn. Nếu như hắn tính toán đã lâu, muốn đoạt được Nhược Nguyệt thần giáo, vậy dứt khoát cho hắn đi. Chàng về tổng đàn Vân Nam với ta, chàng muốn làm gì cũng được. Giáo chủ, giáo chủ cũng có thể cho chàng làm. Nhậm giáo chủ với ta ân trọng như núi, ta tuyệt đối không để Nhược Nguyệt thần giáo rơi vào tay kẻ xấu. Làm cô nương đối với ta nghĩa trọng tình thâm. Đông Phương không có gì báo đáp, tiếc là nghiệp lớn chưa thành. Quả thật không dám nghĩ tới chuyện tư tình nhi nữ. Người thần bí luyện thành quỳ qua bảo điển, ở trong bóng tối lại có vô số vây cánh, chàng không đấu nổi. Ta lo chính là chuyện này. Hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay là lôi đình vạn trượng. Bây giờ chúng ta đã có tung tích của người thần bí, không cần phải mượn lực của Hồng Vương nữa.
Lam cô nương, nào, nàng đồng ý với ta một chuyện. Đồng ý với chàng điều gì? Lập tức về Vân Nam, không tham gia và tranh đấu trên giang hồ nữa. Tại sao chứ? Vậy còn chàng? Nói đi nói lại, chàng vẫn muốn đá ta ra. Đông Phương Bất Bại, chàng đừng tưởng rằng đẩy ta ra thì có thể thể hiện hành động anh hùng của đại trượng phu. Ta cho chàng biết, Lam Phượng Hoàng ta cũng không phải loại nữ tử tầm thường. Lẽ nào độc tính của Tam Thi Não Thần Đan lại tái phát rồi? Tĩnh tâm ngưng thần. Từ lúc chàng cứu ta, ta đã theo chàng rồi. Ngươi không thoát được, ta biết. Nhưng chúng ta chỉ có duy nhất một con đường. Ngươi không thể vì ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không, không được. Chúng ta tìm cách khác thôi. Đã không còn cách nào khác nữa rồi. Đình, thực ra hôm đó ở triều Thiên Môn, khi thân phận của ta bại lộ, bị Đông Phương Bất Bại truy đuổi, muội gì cứu ta mà chạy từ cửa sau. Bắt đầu từ khi đó, ta đã không còn nuối tiếc gì nữa rồi. Chỉ là lại liên lụy tới muội. Sau này ta không thể ở bên muội nữa. Muội nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Huynh sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Không cần cô lo. Huynh tên là gì thế? Thượng Quang Vân. Thượng Quang Vân, nghe hay thật. Ta tên là Dương Liên Đình. Đông Phương thiếu sứ, đừng có lén lén lút lút nữa, mau hiện thân đi. Thượng quan trưởng lão, nể tình ngươi có công hiển hách với thần giáo, nếu ngươi bỏ tối theo sáng, ta sẽ xử nhẹ tay.
Ra tay đi. Đầu hàng đi. Sao ngươi lại muốn bao che cho người thần bí? Tại sao? Đông Phương bất bại, ngươi tự phụ trí dũng song toàn, thật ra là có mắt không trồng. Cứ bán mạng cho Nhậm Ngã Hành, lão ma đầu vô tình đó. Nhưng hai người này bây giờ đã quay về rồi. Bây giờ địa lao này nóng như vậy, ai lại nhốt Nhậm tiền bối ở đây chứ? Lão phu bình sinh ân oán rõ ràng, giết người như kiến, bị giam dưới đáy hồ, một thân thần công phi thường, khó tránh hòa thành xương khô với lão phu. Không biết năng lực của lão phu thì cũng tiếc. Tuyệt diệu thần công của lão phu để lại nơi này, tiểu tử hậu thế học tập, ắt có thể tung hoành thiên hạ, làm đan điền trống như rương, sâu như thâm cốc. Phải biết rương trống là vật trữ, thâm cốc có thể chứa nước. Đan điền nếu có một chút nội tức thì sẽ tản ra nhâm mạch và các huyệt. Sao hoàn toàn không giống tâm pháp nội công mà sư phụ dạy ta chứ? Nếu người thường luyện công này thì chắc chắn phải tự phế nội lực. Chắc hẳn Nhậm tiền bối bị nhốt ở đây nhiều năm, khó tiêu cơn giận, cố ý trêu đùa người khác. Đan điền có khí, tản ra nhâm mạch như trúc rỗng, cũng thâm sâu như cốc. Ta bị thương nặng khó lành là vì trong cơ thể có nhiều chỗ có chân khí kỳ lạ không thể ép ra. Khẩu quyết này dạy người khác tản nội lực ra, với người khác là quả, với ta lại là phúc lớn. Đan điền hữu khí, tản chi nhậm mạch. Đan điền nội tức, tản vu tứ chi. Thiện trung chi khí, phân chú bát mạch. Đại pháp, ngươi là Nhậm Ngã Hành.
Lão Phu tái xuất giang hồ. Nếu muốn báo thù, tới Độc Ma Sơn Trang là được. Chúc mừng giáo chủ, công lực phục hồi. Giáo chủ, chúng ta nên đi cứu lệnh hồ huynh đệ rồi. Huynh đệ tốt, nhiều nhất là 10 ngày nửa tháng chúng ta sẽ quay lại cứu đệ. Không vội, nhưng ta đã hứa với lệnh hồ xung, bổn giáo chủ tự có sắp xếp. Lúc nãy ta cố tình thả tin tức ra, vì dẫn rắn ra khỏi hang. Ta không chỉ khỏi nội thương rồi, nội lực còn tăng lên nhiều. Đúng là trong quả có phúc. Nhậm tiên sinh, mấy ngày nay thời tiết nóng nực, lão nhân gia ngài có khỏe không? Nhậm tiên sinh, ta mang đồ ngon tới cho ngài đây. Nhận lấy, Nhậm tiên sinh. Chuyện giảng bối cầu xin ngài, không biết Nhậm tiên sinh suy nghĩ sao rồi? Nhậm tiên sinh, đây. Tiền bối một đời anh hùng, sao phải khổ sở chịu tội trong đại lao này chứ? Chỉ cần ngài chịu truyền cho giảng bối hấp tinh đại pháp, nhất định ta sẽ giúp ngài thoát khỏi đây. Tiền bối, thật sự có thể giúp ta thoát khỏi đây sao? Đúng thế. Nếu như ngươi luyện thành công rồi nuốt lời, ta cũng chẳng làm gì được ngươi. Tiền bối truyền thụ thần công, ta sẽ là đệ tử của ngài. Ta nào dám làm chuyện khi sư diệt tổ chứ? Được. Mỗi lần đến mang theo một bình rượu, một con gà. Ta sẽ truyền cho ngươi 4 câu khẩu quyết. Như vậy thì tốt quá. Đan điền hữu khí, đan điền nội tức, đan điền nội tức, tán chi nhiệm mạch, tán du tứ chi, tán du tứ chi, như trúc không trung, thiện trung chi khí, thiện trung chi khí, tự cốc hằng hư, phân chú bát mạch, phân chú bát mạch. Tạ ơn tiền bối. Học cho thuộc đi. Dân, 3 ngày nữa đệ tử lại tới thăm ngài. Tán du tứ chi, người thần bí này rốt cuộc có mục đích gì mà khiến Thượng Quan Vân cam nguyện đi chết chứ? Nàng muốn nói gì? Hôm nay trên người Thượng Quan Vân ta ngửi được một mùi hương, là mùi của phấn son. Là ý gì chứ? Mùi hương này là thứ bình thường Dương Tổng quản dùng. Ý nàng nói là tiểu muội là người thần bí. Không thể nào, tiểu muội không biết võ công. Hơn nữa son phấn khắp nơi đều có, Thượng Quan trưởng lão không chừng là dính từ người của nữ nhân khác. Ta biết chàng sẽ nghĩ như vậy mà. Ta nói chàng hay, tiểu muội của chàng từng nói với ta,
Mùi hương đó là tự cô ấy điều chế, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị, chỉ có mình cô ấy dùng thôi. Vậy cũng không thể chứng minh tiểu muội là người thần bí. Chàng... nàng nghĩ nhiều rồi. Nhưng... được rồi, để ta yên tĩnh một mình đi. Hắc Bà Tử muốn học lén hấp tinh đại pháp. Ta sẽ dùng khẩu quyết này trêu đùa hắn một phen. Cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi, sao Hướng đại ca vẫn chưa tới cứu ta. Vừa mới nhận được bồ câu đưa thư, thượng quan trưởng lão đang trên đường tới đây. Thượng quan trưởng lão sao đích thân tới đây chứ? Không chỉ ngày ấy mà chủ nhân cũng tới rồi. Chủ nhân? Tiền bối, chủ nhân nhà ta hôm nay sẽ tới, nhất định là bất lợi cho ngài. Mong tiền bối truyền khẩu quyết, để đệ tử biết đường cứu ngài ra. Thời gian đã gấp lắm rồi, tiền bối đừng do dự nữa. Được, ta truyền khẩu quyết cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Đan điền hữu khí, tản vào kinh mạch. Nội tức đan điền, tản vào tứ chi. Khí có mùi gây, chia ra bát mạch. Như trúc, như không. Tiền bối, ngài đang nói gì vậy? Ta nghe không rõ. Hấp tinh đại pháp. Tiền bối, tha mạng. Mở cửa ra, ta tha chết cho ngươi. Nghe nói gì chưa? Nhậm Ngã Hành đã tái xuất giang hồ rồi, còn giết chết tam lão trong tứ lão Nga Mi. Có chuyện này sao? Nhậm Ngã Hành còn nói mình ở Cô Sơn Mai Trang, muốn báo thù thì cứ tới tìm. Vậy sao? Chủ nhân đại giá quan lâm, thuộc hạ không thể đón từ xa. Tội lớn, tội lớn. Hoàng Trung Công, ngươi biết tội chưa? Nhậm Ngã Hành đã trốn thoát bằng cách nào? Tuyệt đối không thể nào. Khi đó Nhậm Ngã Hành bị nhốt trong địa lao mà. Không lâu trước đó chúng tôi còn đến địa lao xem hắn như thế nào nữa mà. Đúng đó, vẫn còn xảo biện. Vậy giờ ngươi lôi hắn ra cho ta xem. Dân, dân, đi. Nhị ca, nhị ca, đuổi theo.
Chủ nhân, Nhậm Ngã Hành trốn rồi. Sao Đặc Nhị để xuống, đuổi theo mau. Thân thủ các hạ nhanh thật. Nhậm Ngã Hành đâu? Không biết. Lệnh Hồ huynh đệ. Hướng đại ca, Nhậm tiền bối, Hảo huynh đệ, đệ chịu thiệt rồi. Ngươi, quả nhiên ông dẫn đến. Ta đang bực gì không thấy ông, ông lại tự mình dâng sát tới. Lão Phu 10 năm không thấy mặt trời, chỉ muốn làm rõ một chuyện. Người rút cuộc lại. Giao hấp tinh đại pháp ra, ta sẽ cho ông chết một cách rõ ràng. Thủ hạ bại tướng, còn không biết rút kinh nghiệm sao? Nhảm nhí. Lão Phu ngày đó bị ngủ nhặt kiếm, dây đánh trọng thương. Ngươi cũng chỉ có thể đánh lén mới được thôi. Ông già, còn chưa chơi chán sao? Để ông nếm thử sự lợi hại của Huỳnh Hoa Bảo Điển. Mau giao hấp tinh đại pháp, nếu không bổn tọa khiến người chết không tử tế. Giáo chủ, ta tới trễ.